Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 4 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 21. Hai đường thẳng vuông góc, vẽ hai đường thẳng vuông góc. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, đoạn thẳng DA vuông góc với đoạn thẳng nào? Thì chúng mình nhìn trên hình nhé. Chúng mình dùng eke để cho chắc chắn nào. Ta thấy ngay đó là cái đoạn thẳng DA này, đây DA đây, vuông góc với DC đúng không các em? Tạo góc vuông này. Đó. Vậy ta chọn cho thầy đáp án A nhá. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Hình vẽ bên có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau? Cặp cạnh nhá. Chúng ta nhìn góc rồi này, nhìn góc đỉnh M chưa? À có góc đỉnh M này. Vậy chúng ta sẽ có nhìn thấy một cặp cạnh đó là MN và MQ là một cặp cạnh này. Tương tự, góc đỉnh N chúng ta có một cặp cạnh nữa là cạnh thứ hai, góc đỉnh P là cặp cạnh thứ ba, góc đỉnh Q là cặp cạnh thứ tư, vẫn còn đó là kem này góc ở giữa này, đó sẽ là hai cạnh đó là MP và QN vuông góc với nhau là cặp cạnh thứ năm. Như vậy ở trong cái câu số 2 này chúng ta chọn cho thầy đáp án B thì mới đúng nhé. Nhiều bạn chọn A là chưa đúng đâu, đáp án là B đấy kem. Kem để ý nhé. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Câu trắc nghiệm 3 này, hình vẽ trên có mấy cặp cạnh cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau, tức là hình này có mấy cặp cạnh cắt nhau nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta nhìn cho thầy này. Bắt đầu chúng ta xét từ cái cạnh MN nhá. Cạnh MN này, các em nhìn này, cạnh MN này. Thì cạnh MN nó sẽ cắt với cạnh MP đúng không? Và nó không vuông góc. Các em thấy cái màu đỏ chưa nhỉ? Đây cái góc này nó không phải góc vuông này. Như vậy chúng ta có một cặp cạnh này. Tương tự như thế, tại cái góc màu vàng đỉnh M chúng ta có MQ với MP là cặp cạnh thứ hai. Nó cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. Các em hiểu chưa nhỉ? Vậy thì tương tự như thế, cặp cạnh thứ 3, cặp cạnh thứ 4, cặp cạnh thứ 5, cặp cạnh thứ 6. Thầy đang chỉ góc ứng với cái cạnh này em. Đó. Cặp cạnh thứ 7, cặp cạnh thứ 8. Như vậy chúng ta có 8 cặp cạnh cắt nhau nhưng không góc với nhau, ứng với 8 cái góc nhọn này các em này. Các em hiểu chưa? Ứng với 8 góc nhọn thì chúng ta sẽ có 8 cặp cạnh nhé. Chúng mình chọn cho thầy là đáp án D ở trong câu trắc nghiệm 3 này. 8 góc nhọn ứng với 8 cặp cạnh không góc với nhau trong bài này. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu trắc nghiệm 4 à. Câu đúng với hình vẽ bên là, trước hết chúng ta xem hình vẽ bên này. Đây là đường thẳng A, đây là đường thẳng B, đây là đường thẳng C và đây là đường thẳng D. Câu đúng không? Xem nào. Đường thẳng A vuông góc đường thẳng B, đường thẳng A không thể vuông góc được. Nhìn đây nó đang song song với nhau đấy em. IB nào. Đường thẳng C vuông góc với đường thẳng D, C nó chỉ cắt D thôi. C với D chỉ cắt nhau thôi. Đường thẳng A vuông góc đường thẳng C, A với C cũng chỉ cắt nhau thôi. Đường thẳng B vuông góc đường thẳng D đây rồi. Đây là B này và còn đây là D này, vuông góc tạo góc vuông của eke đây em. Đó, như vậy thì cái câu D là đúng. Như vậy chúng mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Điền dấu tích vào ô trống cạnh hai đường thẳng vuông góc với nhau. Đây, cái này thì chúng ta phải dùng eke rồi các em ạ. Hai đường thẳng này vuông góc với nhau rồi tạo góc vuông eke này. Đánh dấu tích luôn. Cái góc ở giữa này không phải nhá, hai đường thẳng này không tạo góc vuông nha em các em ạ. Nó không tạo góc vuông đâu. Đó, lớn hơn góc vuông không phải. Hai đường thẳng này sao nhỉ? Tạo góc vuông đây rồi. Đánh dấu tích. Như vậy mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo là bài 2. Dùng eke để kiểm tra góc vuông rồi thực hiện theo yêu cầu. Ý A, viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau. À, chúng ta cùng quan sát nhé. Tại đỉnh A, chúng ta thấy không? À, có đây này, có đỉnh A đây. Có ngay góc vuông này. Ứng với góc vuông này chúng ta sẽ có một cặp cạnh, đó là cạnh AB với lại AD. Đúng chưa em? Tương tự thế, góc đỉnh B, góc đỉnh C, góc đỉnh D chúng ta có tất cả là 4 cặp cạnh ở trong cái IA này. À, chúng ta cùng viết. Đó là DA và AB vuông góc này. Gì nữa nhỉ? À, chúng mình có AB và BC, tức là góc đỉnh B đây em. Có gì nữa không? Chúng ta góc đỉnh C chúng ta có chúng ta có BC với lại CD. Và tại góc đỉnh D chúng mình có gì? À, chúng mình có CD với lại DA. Như vậy chúng ta đã xong được ý A rồi. Tiếp theo là ý B. Viết tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau. Chúng ta nhìn thấy ngay ở cái góc đỉnh E này, ta nhìn thấy dễ dàng nhất này, đó là góc đỉnh E này, đó là cặp cạnh gì em nhỉ? Đó là EA và ED đúng không? Hoặc là DE và EA tất thế đều là một. Chúng ta có này, DE và EA này. Chúng ta sẽ thấy ngay cái góc đỉnh E này. Xong nhá. À, bây giờ nhiều bạn này sẽ bỏ sót cái góc đỉnh A này. Góc đỉnh A này chúng ta nhìn cho thầy nhá. Nhìn kỹ này. Thôi góc đỉnh D trước đi nhá. Góc đỉnh D hay đỉnh A này.
Đỉnh A nhé, đỉnh A đi. Đỉnh A chúng ta có cạnh, đó là cạnh EA và AD. Rồi, EA và AD. Các em thấy màu vàng chưa các em? Đấy, cái góc này này, góc nhọn này này. Tiếp tục vẫn đỉnh A nhá, các em nhìn kỹ, vẫn còn cái góc không phải là góc vuông đâu, đó là chính là gì? À, đó chính là EA với lại AB. Các em thấy góc đỉnh A này chưa? EA với AB, góc này không phải góc vuông, vậy ta có hai cạnh EA và AB các em ạ. Rồi, đấy là đỉnh A có hai góc như vậy nhá. Tương tự thế với đỉnh D cũng thế, nó góc màu vàng này. Đó là chúng mình có cạnh AD với lại DE. AD và DE nó tạo với nhau góc nhọn đấy, đúng không em? Tiếp tục vẫn là tại đỉnh D nhá, thì chúng mình có CD với lại DE. Như vậy là gì? Tại đỉnh E chúng ta có một cặp cạnh. Tại đỉnh A chúng ta có hai cặp cạnh. Tại đỉnh D chúng ta cũng có hai cặp cạnh, các em lưu ý nhé. Vậy xong được rồi, xong bài số 2. Tiếp theo chúng ta lên với lại bài số 3. Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng PQ. Đường thẳng MN làm thế nào bây giờ nhỉ? Thì chúng mình có thể dùng EKE này, hoặc chúng mình có thể dùng dựa vào những cái đường kẻ trên ô vuông này. Dùng EKE này để tạo góc vuông, các em thấy chưa? Một cạnh của góc vuông EKE nó nằm trên cái đường thẳng, nằm trên cái đường thẳng PQ đấy các em ạ. Đó, và cạnh còn lại ta sẽ đi nối đi qua điểm O. Vậy ta kéo dài nó ra. Em thấy đi qua điểm O chưa, vuông góc chưa? Rồi kéo dài nó ra nhé. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đi đánh dấu M và N là xong thôi. Sau đây bài yêu cầu thầy cho mình là vẽ đường thẳng MN, cho nên là khi đánh dấu điểm MN mình sẽ đánh dấu nằm ở bên trong, bên trong cái ấy, đường thẳng này các em ạ. Đây là M này và đây là N. Đó, nếu các em đánh dấu hai đầu thì nó sẽ là ra là đoạn thẳng mất rồi. Đánh dấu ở bên trong nhé. Tương tự thế nào, bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần hình ở giữa này. Vuông góc PQ đúng không? Vuông góc PQ thì bây giờ mình sẽ đặt cái EK này. Các em thấy chưa? Một cạnh góc vuông của EK nó trùng với lại cái đường thẳng PQ đấy. Và cạnh còn lại chúng ta đặt làm sao đi qua điểm O, chúng ta sẽ kẻ này. Đó, thì chúng ta nối kéo dài ra. Thì mình sẽ được cái đường thẳng MN và chúng ta sẽ đánh dấu điểm ở nằm bên trong thôi. Em đánh dấu ở M ở đâu cũng được, thì bên kia sẽ là N, đây là M ở đây chẳng hạn. Thì đây bên này sẽ là N, thế nào cũng được nhé. Rồi, tiếp theo nào. Cái này khó này, cái hình này khó này. Chúng ta sẽ đặt cái EK này, cái góc vuông EK này. Một cạnh góc vuông EK ấy, nó sẽ trùng với lại cái đường thẳng PQ này. Và cái cạnh còn lại em thấy nó phải đi qua cái điểm O nhé. Đấy, em dịch cái EK lên, nhớ là phải một cạnh nó phải trùng trên cái đường thẳng PQ này. Cạnh còn lại đi qua điểm O. Rồi, chúng ta sẽ kéo dài nó ra. Đó, kéo dài nó ra. Thì chúng mình sẽ được đường thẳng MN nhé. Chúng ta đánh dấu hai điểm nằm bên trong. Đó, đây là N này. Kéo dài nó ra thêm tí nữa. Được chưa các em? Đấy, đây là N, đây là M này, xong. Mình đã xong bài số 3 rồi. Tiếp theo là bài 4. Dùng EKE để kiểm tra góc vuông ở hình vẽ sau. Đây chúng ta thấy cái hình này nó có hai góc vuông đỉnh B các em ạ, góc vuông đỉnh B này với lại góc vuông đỉnh C. Bây giờ đề bài hỏi IA viết tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau. Bây giờ tại đỉnh B thì chúng mình có đoạn thẳng nào nhỉ? À, có đoạn thẳng AB với lại BC vuông góc với nhau. AB và BC này. Tiếp theo tại đỉnh C thì chúng mình có gì nhỉ? À, tại đỉnh C chúng mình có đoạn thẳng BC vuông góc với đoạn thẳng CD. Rồi, đấy có hai góc vuông, có hai cặp nhé. Tiếp theo này. IB vẽ đoạn thẳng AH vuông góc với đoạn thẳng DC sao cho điểm H nằm giữa hai điểm D và C. Đây, vuông góc với đoạn thẳng DC. Kem đặt cái góc vuông cái EKE này. Đặt một cạnh của cái góc EKE góc vuông này nó nằm trên cái đoạn thẳng DC và cạnh còn lại đi qua điểm A, sau đó chúng ta kéo dài nó xuống như thế này các em ạ. Đó, như thế. Thì mình sẽ được cái điểm H đây. Em hiểu chưa? ABCH là hình gì? ABCH là hình gì? Đây là hình tứ giác có 4 góc vuông, vậy nó là hình chữ nhật rồi. Nó là hình chữ nhật các em ạ. Chu vi của hình tứ giác ABCH tức là chu vi của hình chữ nhật thì ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân 2. 12 cộng với 8 là 20 cm, nhân 2 là 40 cm các em ạ. Diện tích của hình tứ giác ABCH nó là diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng, 12 nhân với 8 ta sẽ được là 96 cm vuông. 96 cm vuông. À, như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 4, kết thúc bài tập hàng ngày 21 các em ạ. Thầy chúc em học tốt nhé. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.